Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bình Thuận Nông Thôn Mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Bình Thuận. Chuyên mục tuần này chúng tôi sẽ chuyển đến quý khán giả những thông tin đáng chú ý. Xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nông dân huyện Bắc Bình thu hoạch hơn 80% diện tích lúa đông xuân. Đầu tư nhà máy chế biến bắp sinh khối xuất khẩu, mở ra triển vọng cũng như cơ hội cho các hộ dân trồng loại cây này. Xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Xác định thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tác dụng thiết thực đến đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hàm Thạnh đã đoàn kết nỗ lực, huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2021, xã đã thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại buổi lễ, đại diện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam đã trao bằng công nhận xã Hàm Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã trao khen thưởng cho hai tập thể Ban điều hành thôn và 5 cá nhân là công chức hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Những ngày qua, nông dân huyện Bắc Bình vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân 2021-2022. Giá lúa năm nay không tăng, trong khi đó phân bón và vật tư nông nghiệp tăng lên từ 1,3 đến 2 lần so với năm ngoái, nên nông dân chỉ hòa vốn hoặc lợi nhuận không nhiều. Vụ đông xuân 2021-2022, nông dân huyện Bắc Bình xuống giống hơn 13.000 hecta lúa, vượt 16% kế hoạch. Thời tiết đầu vụ diễn biến bất lợi, sâu đục thân gây hại ở một số trà lúa gieo xạ sớm, nên năng suất thu hoạch chỉ đạt 5 tấn rưỡi đến 6 tấn một hecta. Riêng các trà lúa gieo xạ sau đợt đầu khoảng 10 ngày, năng suất có phần khả quan hơn, ước đạt từ 6 tấn 8 đến 7 tấn 2 một hecta. Cá biệt có hộ lên đến 7 tấn 8 một hecta. Đến thời điểm này, nông dân huyện Bắc Bình thu hoạch trên 80% diện tích lúa đông xuân. Giá lúa tươi được thương lái thu mua tại ruộng dao động từ 6.200 đồng đến 6.400 đồng một ký tùy loại, giảm 400 đồng một ký. Trong khi đó, phân bón và vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao. Vì thế, nông dân thu hoạch lúa ở đợt đầu gần như hòa vốn, còn những hộ thu hoạch ở đợt sau có cao hơn. Phần lớn đều thu được lợi nhuận, nhưng không nhiều như các năm trước. Nhiều năm nay, tại các chân ruộng trũng khó tiêu thoát nước vào mùa mưa, nông dân xã Bình An, huyện Bắc Bình chọn trồng sen lấy hạt. Mỗi năm một vụ sen, một vụ lúa, hay một năm trồng sen, một năm trồng lúa, được nông dân nơi đây duy trì thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế khả quan. Vụ đông xuân 2021-2022, xã Bình An, huyện Bắc Bình có 80 hộ trồng sen với diện tích canh tác khoảng 150 hectare. Hầu hết nông dân chọn trồng sen vào hai vụ liền kề là đông xuân và hè thu hoặc luân canh một năm trồng sen, một năm trồng lúa trên những chân ruộng trũng khó tiêu thoát nước vào mùa mưa. Theo bà con, sen là loại cây dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp, từ khi trồng cho đến thu hoạch xong một vụ khoảng từ 6 đến 7 tháng. Ở tháng thứ 3 sẽ cho thu hoạch gương và thu hái liên tục trong 3 tháng. Năng suất ước đạt hơn 700 kg gương sen cho 1.000 mét vuông. Giá bán ở thời điểm hiện tại là 22.000 đồng một ký. Do chi phí đầu vào sản xuất năm nay tăng cao, nên sau khi hạch toán, nông dân lợi nhuận chỉ đạt 20-22 triệu đồng một hecta một vụ, giảm 40% so với năm ngoái. Mặc dù vậy, nếu so sánh với lúa, thì lợi nhuận kinh tế trồng sen vẫn cao hơn gấp đôi. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay khi nói đến trồng bắp cao sản, nhiều người thường nghĩ đến thu hoạch bắp hạt. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, người dân có thêm lựa chọn khác, đó là bán bắp cây vào khoảng 85 đến 90 ngày tuổi, tức trước thời điểm thu hoạch bắp hạt khoảng 20 ngày để chế biến bắp sinh khối xuất khẩu. Ở những thời điểm thời tiết bất lợi hoặc vào chính vụ nhưng bắp hạt có mức giá trung bình thì việc chuyển sang bán bắp cây không chỉ giúp nông dân có nguồn thu khá tốt mà còn xoay đầu vụ sớm, canh tác nhiều đợt trong năm, ghi nhận tại huyện Tánh Linh.
Nông dân xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh trồng bắp dọc ven các bãi bồi sông La Ngà từ nhiều năm nay với diện tích canh tác lên đến 160 hectare mỗi năm. Những năm trước, hộ dân chỉ canh tác từ 2 đến 3 vụ, nhưng 2 năm trở lại đây có nhà máy thu mua bắp cây, chế biến thành bắp sinh khối, xuất khẩu nên trồng tăng vụ so với trước. Anh Lê Thanh Tịnh ở thôn 2 trồng 1 hectare bắp cao sản, mỗi năm trồng hơn 3 vụ. Ở vụ nghịch, giá bắp ở mức cao sẽ thu hoạch bắp hạt. Còn khi thời tiết bất lợi, cây bắp sinh trưởng không khả quan, cũng như giá cả bắp hạt ở mức trung bình, sẽ thu hoạch bán bắp cây cho nhà máy chế biến bắp sinh khối xuất khẩu, vừa có nguồn thu nhập tốt, vừa rút ngắn thời gian xoay đầu vụ sớm. Bắp cây mà tỉa 7328 mà tỉa mà lên đều á, là nằm giá một xào và là từ 5 tấn rưỡi đổ lên cho không dưới. Là nếu mà bán giá mà được 800 đồng một ký á, thì cũng gần được 5 triệu. Còn mà bắp hạt đó, mưa xuống á, thì nó còn tầm chừng cỡ 4.000 hay là 4.000 mấy thì vụ qua sớt lại nó cũng như nhau vậy nè. Nhưng mà cái là họ khả năng họ bán bắp cây cao hơn. Thì trên địa bàn của xã thì cũng có cái nhà máy. Hiện nay nhà máy là thu mua cái cây bắp. Trường hợp là nếu mà bà con là bị động trong cái vấn đề giá cả thì có thể là bán cây bắp. Thì riêng về cái vấn đề bán cây bắp thì cũng rất là có lợi cho bà con. Thứ nhất là về rút ngắn về cái thời gian, cũng như là giảm một số cái chi phí về cái thu hoạch cũng như là bơm tưới. Nhà máy chế biến bắp sinh khối xuất khẩu do một doanh nghiệp trên địa bàn xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ giữa năm 2020. Công suất dao động khoảng 120 đến 150 tấn một ngày. Doanh nghiệp thu mua bắp cây từ 85 đến 90 ngày tuổi. Trước thu hoạch bắp hạt khoảng 20 ngày, có máy móc sơ chế khô nguyên liệu tại đồng ruộng. Sau đó đưa về nhà máy ủ men sinh học và phối trộn để cho ra sản phẩm hoàn chỉnh, bắp sinh khối, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, làm thức ăn cho chăn nuôi gia súc. Hiện nguồn nguyên liệu bắp cây tại địa bàn huyện Tánh Linh và một số địa phương giáp ranh chỉ cung ứng chưa đến 70% công suất. Tiềm năng đối với cây bắp vẫn còn khá dồi dào. Theo nhận định, nếu so sánh 1 hectare thu hoạch bắp hạt với bắp cây ở những mùa vụ thời tiết bất lợi, sản lượng thu hoạch đạt thấp hoặc giá cả ở mức trung bình, thì lợi nhuận kinh tế gần như tương đồng. Đôi lúc cây bắp có cao hơn. Đồng thời, ưu điểm vượt trội của trồng bắp cây là gối đầu vụ sớm do thời gian thu hoạch rút ngắn nên sẽ tiết kiệm nguồn nước tưới, nhất là cao điểm mùa khô. Trước kia thì cái giá bắp nó hơi thấp, khoảng 4.500 một ký thì cái sức cạnh tranh không lại các cây trồng khác. Nhưng mà 2 năm trở về đây thì cái giá cả tương đối ổn định. Nhờ có cái nhà máy bắp đầu tư bắp sinh khối để mà làm thức ăn chăn nuôi cho bò để xuất khẩu. Thì người dân là khi mà trồng cái bắp này thì cái rất là lợi. Thứ nhất là có cái đầu ra ổn định. Cái thứ hai nữa là cái khi mà bắp trồng gốc sinh khối thì người ta khoảng thu hoạch trong khoảng 3 tháng đầu thôi. Cho nên là nó tăng được cái hệ thông số vòng quay sử dụng đất, tiết kiệm nguồn nước tưới. Nhưng mà cái giá thu về nó vẫn ổn định trên đơn vị diện tích. Theo Phòng Nông nghiệp huyện Tánh Linh, nhiều năm trước, diện tích bắp canh tác trên địa bàn đạt khoảng 2.000 hectare. Nhưng do giá cả bắp hạt, bắp bên nên hộ dân dần thu hẹp chỉ còn 1.100 hectare. 2 năm nay, trên địa bàn huyện đã có nhà máy chế biến bắp sinh khối xuất khẩu đi vào hoạt động, thu mua nguyên liệu bắp cây quanh năm với giá bao tiêu từ 1.000 đến 1.100 đồng một ký, nên nông dân bớt lo lắng về đầu ra so với trước. Bắp là cây trồng chủ lực của tỉnh, một trong 5 nhóm ngành hàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt hỗ trợ theo Nghị định 98 của Chính phủ. Do đó, huyện Tánh Linh đang vận động doanh nghiệp và hộ dân xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm gia tăng giá trị cũng như cải thiện kinh tế cho hộ trồng. Thì trong thời gian tới để mà tạo điều kiện để mà phát triển diện tích thì cái ổn định đầu ra cho nông dân thì bên về phía phòng chúng tôi sẽ liên hệ với đơn vị tư vấn để mà giúp xây dựng cái dự án ở mức độ quy mô phù hợp để giúp thực hiện cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và cho bà con nông dân thực hiện trồng cái cây đó bắp lai này tại địa phương. Doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến bắp sinh khối xuất khẩu ngay tại vùng nguyên liệu có quy mô lớn trên địa bàn đã và đang mở ra triển vọng cơ hội cho hộ dân có sự cân nhắc lựa chọn theo hướng hưởng lợi nhất.
đồng thời giảm bớt áp lực được mùa mất giá, cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác mà ngành nông nghiệp luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu hướng đến. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bình Thuận Nông Thôn Mới kỳ này của Đài Phát Thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.